Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh hàng Nhật của em. Tối nay em tiếp tục có video mới và sẽ giới thiệu với anh chị cho bác mình một số cái sản phẩm hàng đẹp mới về ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái sản phẩm trong video này. Số điện thoại của em đang có để trên màn hình, anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mình ưng ý nhất. Shop em đang có chương trình miễn phí vận chuyển cho những cái sản phẩm trong video này, và lưu ý là em nhận chuyển khoản 100% đi đơn, không có ship code cũng như là không có nhận cọc anh chị nha. Đầu tiên thì em sẽ có cái túi này. Túi này thì của nữ nha anh chị, mình có thể xài như là một cái ví cũng được. Ví dụ mình xài cái ví thì mình bỏ cái dây ra, cái dây thì mình chỉ gắn vô đây thôi. Còn nếu mà mình muốn đeo chéo thì mình có thể gắn cái dây này vô. Cái dây này bằng vải nha, hàng hiệu của Guy Laroche, cái này là hàng hiệu của Pháp, cực kỳ xịn nha. Và cái vải này người ta có dập cái chữ trên đây nè, cái chữ này là dạng chữ người ta thêu lên luôn anh chị, cho nên là nó bền ha, và nhìn nó rất là trẻ trung thời trang. Chỗ này người ta có cái logo hiệu ở đây. Mẫu này chất liệu của nó bằng da bò, tông màu là tông màu xanh, cho nên là dành cho nữ nha anh chị. Size ngang là được 20 nè, nhân với lại là 11. Nó có nhiều ngăn lắm, những cái ngăn khóa kéo này là khoen khoái dập hiệu hãng hết, cái đó là cái logo hiệu. Bên trong là lót vải như vậy. Đó, hai ngăn ha. Khi mình làm ví cũng rất là nhiều ngăn, còn mình đeo chéo thì cũng cực kỳ là nhiều ngăn luôn. Logo Guy Laroche đây, bên trong là quá trời ngăn luôn nè. Đó, mình đựng tiền ha. Ví dụ như mình đi đâu đó mình đựng cái điện thoại với tiền là quá ổn, giấy tờ, hoặc là mình có buôn bán này kia thì mình có thể để đựng tiền thối rồi đó. Rồi nó rất là hay nha. Cái này bán cho anh chị với giá là 480.000. Mã số của nó sẽ là A 41. A 41 nha anh chị ơi, 480 cho cái túi này, chất liệu bằng da bò và nó sẽ là hàng hiệu của Pháp. A 41 giá 480 cho cái sản phẩm này, mã A 41. Em mới về một cái này clutch cầm tay. Cái này là hàng hiệu của Pháp anh chị, cái này bằng da bò rất là đẹp, độ mới cao cực kỳ nha, nhưng mà nó dạng nhỏ gọn thôi, nó không quá to. Khóa số hiện tại là 360. Trên khóa số này nó cũng có một vài cái vết cấn nhỏ nè và một vài cái vết nhỏ nhỏ thôi, rất là ít luôn. Tổng thể độ mới cái này rất là cao anh chị ha, nó thiếu cái hộp thôi. Size là 24 nè, bình thường clutch mà cái size thông dụng là size 25. Cái này là nó 24 nhân với lại là 17 nha, nó nhỏ hơn bình thường chút xíu, dành cho anh nào mà mình thích nhỏ nhỏ thôi. Rồi, ở bên sau đây thì là lót một ngăn ha, nó có một ngăn bên sau. Khóa số 360 là mình đẩy cái này xuống là mở ra được. Hàng này là hàng hiệu của là Morabito của Pháp nha anh chị ơi. Có một ngăn lớn nè và một ngăn khóa kéo nhỏ ngoài trước. À, cái ngăn này nó hơi trắng trắng như vậy nè. Cái bộ khóa này là của Italy nha, nhưng mà cái ngăn này thì em thấy dường như là nó có hơi bị phun sơn rồi. Riêng cái ngăn này thì mình không xài cũng được, khi gửi cho anh chị thì em lau chùi hết mức có thể nha. Còn ở trong này thì là lót da, một ngăn lớn, một ngăn đắp nhỏ trong đây thì cũng đủ để mình xài rồi. Mình muốn xài cái dây thì mình xài, dây này dây cầm cổ tay á, còn không thì thôi ha. Rồi, mẫu này nếu mà nó hoàn hảo hơn thì em bán tầm với giá là 9-8-900, nhưng mà nó có bị hỏng một ngăn, em bán cái này cho mình với giá là 690.000 nha. Các anh mình, các chị mình xài thoải mái bình thường, cái ngăn lớn nha. Mã số là A42. A42 giá là 690 cho cái túi này. Mã A42 giùm em, 690.000. Rồi tiếp tục. Em có một cái ví này. Ví này nó có hơi đồ cũ như vậy ha. Em có thêm một cái này nữa để em bán combo đi. Combo hai cái ví đi. Cái này của Case Bay New York trước nha, cái này bự nha, Case Bay New York. Nhưng mà nó không có mới anh chị ha, nó như vậy. Bên trong nó thì là lót vải và lót da. Cái ngăn này người ta đựng tiền xu cho nên nó hơi ra ten nè. Có tem tag nè, Made in China. Rồi, mọi ngăn đều xài ok, xài ổn nha. Bên ngoài thì nó có đồ cũ như hình khóa kéo này. Khóa kéo còn mướt nha anh chị nha, nhưng mà không quá mới đâu. Size của nó là được 20 nhân với lại 10.5. Một cái này là ví của Case Bay luôn, nó cũng là chất liệu da tổng hợp của hãng đó anh chị. Cái này mình làm móc khóa được hoặc là mình đựng thẻ đồ được anh chị nha, không có ngăn đựng tiền lớn đâu. Này mình đựng thẻ, đựng thẻ ATM đồ này kia là ok, hoặc là làm ví móc khóa nha, có độ cũ như vậy. Chất liệu của hai cái này giống nhau. Size của nó sẽ được là 11 nè, nhân với lại 7.5. Combo hai cái này em bán cho mình với giá là 150 cho combo này. Mã số là A43. A43 giá là 150.000 cho combo hai cái ví nha. Mã A43 giá là 150 cho cái combo này. Rồi tiếp tục. Bữa nay có nhiều cái loại da xịn lắm nha anh chị. Da châu Âu á. Em có cái này mới về nè. Trời ơi, cái gù nó quá trời là cái gù này rồi. Hôm qua hôm kia gì em có về một hai cái gì đó, nhưng mà cái gù nó là nhỏ hơn cái này nữa anh chị. Cái này quá trời, con cá sấu này nó bự rồi. Đó, nó bự lắm nha.
Rồi đây là một cái túi cốp dành cho các cô hơi lớn tuổi nha anh chị. Mình cầm dạng phong thủy hoặc là mình thích một cái túi cá sấu nhìn nó ngầu ngầu chút thì mình lấy cái này. Nhìn nó có uy lực lắm nha. Size là 30 nè, nhân với lại là 17 nha. Cái wire đồ này kia là quá ổn nha, độ mới là khoảng 85% cộng. À, riêng cái dòng Cayman này thì mình không có yêu cầu nó quá mới được nha, nó không rách lỗi là mình thấy quá ok rồi ha. Đây khoen khóa trên đây là sáng trưng nè, khoen khóa còn sáng. Ở trong này kèm cho mình một cái ví nhỏ. À, ví này thì là dập vân cá sấu nha, ví này không phải cá sấu. Kèm theo để mình đựng tiền, mấy cái tiền xu may mắn hoặc là những cái đồ phong thủy anh chị. Bên trong là lót vải nhiều ngăn. Món này bán cho anh chị với giá là 800 ngàn cho cái túi này. Mã số của nó sẽ là A44. Cái túi này rất là đẹp ở cái gù nó to. A44 giá 800 ngàn. Quay cầm, quay sách nha, phong cốp, sách tay. Rồi tiếp tục em có cái này là dập vân cá sấu nha. Cái này dập phân cá sấu ghép chứ không phải là da cá sấu luôn nữa. Nó là da bò nha anh chị. Size ngang của nó là được 22 nhân với lại là 20, phơm cốp như vậy. À, độ mới rất là cao anh chị nha. Độ mới thì cao lắm nhưng mà nó không phải là da cá sấu. Ở bên trong thì kèm cho mình một cái gương với lại một cái ví nhỏ ha. Cái này là lót vải nha anh chị ơi. Cái này đang là lót vải nha. Sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 400 ngàn. 400 ngàn. Cái này là dính bẩn nha, lau chùi. À, độ mới rất là cao, 400 thôi, các cô mình đi tiệc còn được nhưng mà điều nó hơi lớn tuổi nha. Mã số là A45, da bò A45, giá 400 ngàn cho cái túi này. Mã A45. Rồi tiếp tục, à, một cái này là da rắn nha anh chị. Da rắn mình cầm như vậy cũng được, hoặc là nó có dây nữa đó. Size là 23 nhân với lại là 16. Cái này của nữ nha, cái tông màu nó như vậy cũng rất là dễ phối đồ ha. Dây xích này thì nó có hơi đồ cũ anh chị, mình có thể xài hoặc là không, mình có thể cầm cái lết như hoặc là mình mua cái dây khác nó sáng hơn để mình xài nha. Có một cái ví nhỏ kèm theo, bên trong lót vải rất là nhiều ngăn như vậy, cực kỳ là nhiều ngăn nha anh chị ơi. Cái này sale cho anh chị với giá là 490 ngàn cho cái túi này, đang bán là 520 đó, nó cũng mới về đây thôi anh chị. 490 ha, cho nó nhanh. Mã số là A46, giá là 490 ngàn. A46 giá 490. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là em có một cái túi này bằng da bò, hàng của Renoma, phông trống nha. Để em chỉnh cái góc cho nó bự lên để mình mới thấy được hết cái túi ha anh chị ha. Đây, bằng da bò nha, chất liệu nó là full da bò, miếng tét da đây anh chị. Da xịn nha, hàng hiệu của Renoma, cái chữ R này hàng hiệu của Pháp ha. Phông trống này là đựng quần áo, 10 bộ đồ là vô tư luôn. Size của nó sẽ được là 50 nè, nhân với lại là 29, nhân với lại là 23. Góc có sờn, hàng đã có qua sử dụng nha. Nhưng mà độ mới còn cao lắm, da này xài cực kỳ là bền nha. Góc có sờn nha anh chị, không có mới ken nhưng mà độ mới còn cao và da nó không có bị nhàu, không có bị hư á. Nó còn khoảng 82-85% là mình thấy quá ok rồi, cái này hàng hiệu ha. Rồi, dán này mình xách tay giùm em, không có thiết kế dây đeo. Bên trong là lót vải nè, có một ngăn còn cả, à có dây đeo chứ, có dây đeo anh chị ơi, em nói nha. Đây đây có dây đeo nha, còn dây đeo luôn, dây zin của nó luôn anh chị nha. Dây này xài biết năm tháng nào nó mới hư, không có đứt nổi đâu. Rồi ở bên trong đây một ngăn lớn nè, hai ngăn đắp nhỏ, bên đây cũng có hai ngăn đắp nhỏ như vậy nha anh chị nha, rất là xịn nha. Rồi mẫu này anh chị chốt giùm em, mã số của nó sẽ là A47, giá là 1200. Mã A47 giá 1200 cho cái túi này. Mã A47 giùm em, 1200. Rồi tiếp tục ha. Tiếp tục là em có cái này, nó sẽ là da bò, dập vân rùa hay là gần quan cái xấu gì đó anh chị nhớ là da bò nha. Size của nó sẽ được là 26 là nhân với lại là 20. Quay là quay sách, phơm cốp như vậy giùm em. Khoen khóa là có độ oxy hóa nha. Bên trong lót này nó hơi bong bong cái lót, kiểu như là để lâu á chị, nhưng mà mình xài nó cũng không có dính đồ đâu ha. Rồi xem cái này cho anh chị với giá là 180 ngàn luôn, 180 nha, chất liệu da bò thật, 180. Mã số của nó sẽ là A48, A48 giá là 180 ngàn, A48 giá 180. Em có một cái này phơm cốp doctor, chất liệu bằng da bò, da bò dập vân kỳ nhông kỳ đà nha anh chị. Da bò hai độ mới còn cao lắm mà phơm cốp doctor rất là xinh nha. Size của nó sẽ được là 29 nè, nhân với lại là 24. Quay sách nè, có chỗ móc dây nè. Rồi mở ra thì cái cốp doctor của nó sẽ như vậy. Ở bên trong là lót da nha, có dây đeo. Dây là dây nhỏ thôi anh chị, có lót da có dây đeo, nó không có hiệu nha. Nó chỉ là da bò thôi nhưng mà cái phơm nó rất là xinh.
Rồi bán cho anh chị cái này với giá là 690 ngàn. Mã số là A49. A49 nha, giá là 690 cho cái túi này. Cái túi này form quá đẹp, độ mới cao nữa anh chị. Rất là đẹp. Rồi tiếp tục em có cái này. Cái này là bằng da lộn nha, hàng của Valentino. Nhưng mà nó không có mới lắm đâu, chất liệu bằng da nhưng mà nó có độ cũ như vậy. Bán cho anh chị 100 ngàn, về mình xài đi chợ được cũng được giùm em ha. Bên trong là lót vải, phen khóa, phụ kiện nhiều lắm. Lấy phụ kiện cũng ok đó anh chị, made in Italy nè. Bên trong là người ta sẽ lót vải bố nha, có một ngăn nhỏ chỗ này. Nhưng mà bên ngoài thì chất liệu da lộn nó cũ nhiều, nó nhầu nhĩ nhiều. Người ta xài nhiều thì cái chất da lộn nó dễ bị dính bẩn, dính dơ anh chị. Và mình em không có biết cách xử lý nha, chắc nó cũng khó xử lý đó anh chị. 100 ngàn thôi, size của nó là được 27 nè, nhân với lại là 21, 100k, mã số là A50. A50 giá là 100 ngàn cho cái túi này. Mã A50 dùm em, giá 100. Rồi tiếp tục em có cái này bằng da tổng hợp nha. Cái này nó dập vân đà điểu như vậy ha, dáng nên mình xách như vậy giùm em nha anh chị. Da tổng hợp dập vân đà điểu, size là 25 nhân với lại là 24, có khóa kéo nè, có nút nè. Rồi lót là lót vải luôn. Cái này thì nó không có lỗi lầm gì hết, nhưng mà nó không phải da bò. Bán cho anh chị 150. Mã số là A51. A51 giá là 150 cho cái túi này. Mã A51 giá là 150 ngàn. Em có một cái túi này mới về đây anh chị. Cái này thì nó sẽ là dập vân cá sấu nha, chứ không phải là da cá sấu thật nha anh chị. Nó là dập vân cá sấu ha, mà rất mới luôn. Form là form như kiểu form Kelly á anh chị. Size ngang của nó là được 25 nhân với lại là 22. Rồi, ở bên trong đây thì là cái tem ha, tem này là tem của Nhật. Tem là tem tiếng Nhật nha anh chị nha. Rồi, một ngăn, mấy ngăn bên trong thì nó là như vậy đây anh chị, một ngăn nè, hai ngăn nè. Khoen khóa thì có hiệu anh chị ha, cái hiệu và nó được made in Japan nha. Bên trong lót sạch đẹp luôn. Món này bán cho anh chị với giá là 550 cho cái túi này nha. Còn tem đây 550. Lưu ý nó là da bò dập vân nha, nó không phải là gì đó, không phải là da cá sấu ha. 550 cho cái túi này, không có dây luôn nha anh chị, mất dây rồi. 550, mã số là A53. Cái này nếu mà còn dây thì nó cũng phải 600 mấy, nhưng mà nó mất dây rồi, em bán 550 thôi. Mình có dây xích vàng bỏ vô mình đeo cũng được, tại vì cái khoen khóa của nó tông màu vàng, cho nên mình dây xích vàng thì mình đeo cũng ok. Em có một cái siêu phẩm nè, đây siêu phẩm mới về luôn nha, cái này mua tặng được. Cái này là một cái túi da cá mập đó, rất là VIP nha, da cá mập nha anh chị ơi. Và nó dường như là hàng trưng bày chưa qua sử dụng luôn, nó rất là mới ha, góc cạnh quá đẹp luôn. Quay là quay da bò màu đen và viền là viền màu đen nữa, cho nên tổng thể cái túi rất đẹp, có chỗ móc dây và khóa là đờ mi hai màu nè, đẹp xịn á. Rồi ở bên trong, ở bên trong á thì là người ta lót da nha anh chị nha. Bên trong lót da như vậy ha. Cái lót đây anh chị quá ok nha. Có hàng này là hàng có hiệu của là Silinci ha. Mình cũng hay gặp cái da này, là hay gặp Silinci đó lắm, da cá mập á. Món này thì nó còn dây nha, đây cái dây của nó đây, dây là dây màu đen luôn, nó giống với cái dây này đó anh chị, quá xinh. Rồi mẫu này mua tặng được luôn nha anh chị. Bên sau có một ngăn nữa nè, da cá mập ha, đẹp lắm. Rồi kích thước chưa đo, size ngang của nó sẽ được là 29 nè, nhân với lại là 19. Mã số là A52, bán cho anh chị với giá là 1850. Mà A52 giá 1850 cho cái túi cá mập này ha. Cá mập này mình xách thôi cũng đẹp. A52 giá là 1850. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là em có một cái túi này, bờm ngựa nha anh chị ơi. Bờm ngựa, form này là form mình đeo vai. Này để form hơi bự rồi. Đây, form này mình đeo vai nha, bờm ngựa phối với lại da bò. Đeo vai như vậy giùm em ha. Cái này thì nó gọn nhỏ nhẹ thôi, chứ nó không có to quá đâu anh chị, mà nó cũng không có hiệu nữa. À nó có hiệu chứ, có hiệu của Raja Italy. Đây, hồi nãy cái lót nó làm em không thấy. Nè, có hiệu của Italy nha anh chị nha. Người lót bên trong là lót vải nha. Tem là tem tiếng Nhật, thương hiệu là của Ý nhưng mà tem là tem tiếng Nhật, cho nên là người ta bán ở bên Nhật anh chị. Rồi, bên trong là lót vải nhiều ngăn nhưng không có ngăn khóa kéo miệng lớn nha. Mình chỉ gài qua thôi, còn mình đựng đồ kín kín thì mình bỏ vô trong mấy cái ngăn khóa kéo nhỏ nhỏ này. Phía sau lưng có ngăn nữa. Độ mới tổng thể của này khoảng 85-87%. Cái quai này nếu mà anh chị muốn kiểu như mình xách tay ngắn ngắn thì mình có thể nhét nó xuống vô bên trong đây, mình gài xuống đây thì cho cái quai này nó ngắn đi anh chị ha. Rồi, mẫu này anh chị chốt giùm em mã số là A54, bán cho mình 650.
mã A54, đi làm công sở thoải mái vô tư luôn, 650 cho cái túi này. A54 nha, 650 ngàn. Rồi em có một cái túi này nó cũng là da cá sấu nữa nè chị. Cái con cá sấu này nó không có lớn như con hồi nãy nha. Và cái màu của nó nhạt hơn. Ồ, nhưng mà hai bên hông này cái phần vảy nó cũng to ha. Rồi, form cũng là form miệng cớp luôn. Đa số cá sấu cam anh thì người ta làm cái form dáng này. Size ngang miệng nó khoảng 26 nè, cao lên là 17. Đây là cái quai. Cái quai thì không phải là nó gãy nó hư, mà là do người ta làm bằng cái da cá sấu luôn. Thì ngay chỗ những cái này nó sẽ có cái sớ theo như vậy nên chị. Thì khi mà người ta cắt người ta may thì nó sẽ có theo cái nếp đó anh chị nha, chứ không phải là do mà mình xài mà nó hư. Như bản thân nó cũng đã có cái nếp gấp sẵn như vậy rồi ha, thì mình xài ví dụ mình muốn nó bền hơn thì mình có thể mua mấy cái quai, mấy cái khăn quấn túi đó, mình quấn thêm ha, thôi cứ để xài thôi không sao. Bên trong là lót da như vậy nha anh chị nha. Mẫu này bán cho anh chị với giá là 700 ngàn, 700 cho cái túi này. Chú giùm em mã số là A55. A55 giá 700 cho cái túi này. Mã A55. A55 giá 700. Rồi tiếp tục. Siêu phẩm nè, siêu phẩm dành cho các anh đây. Bữa phẩm anh nào mua hộp cái kia thì mình lấy qua cái này nha. Cái này là hàng hiệu của Double Wing. Quá đẹp, chất liệu bằng da nha anh chị ơi, full da. Size của nó là được 32 nhân với lại là 27. Cái đáy này là được 12. Mẫu này là của nam ha, và độ mới thì rất là cao nha anh chị. Đấy, hàng của là Anna Design, độ mới rất cao nhưng mà nó cũng là hàng si, cho nên là một số vài điểm nhỏ thôi, một vài cái kiểu chày móng tay như vậy thì không tránh khỏi, nhưng mà nó ít nha, không có nhiều. Đó, mà đây là cái túi nó như vậy nè anh chị, để em để vậy cho dễ nhìn ha. Đó, để vậy. Rồi đầu tiên là ở đây có một ngăn nè, bên trong là lót vải bố. Cái này khóa AMS, hiện tại nó là 24 nha, bật lên thì ở bên trong đấy có dây đeo luôn. Cái này rất là VIP. Hàng này được sản xuất tại Nhật nha anh chị. Nó có tem Made in Japan trong đây. Đẹp lắm. Rồi có dây đeo chéo nha. Dây này, túi này là của nam, cái anh mình xài ha. Quá đẹp. Rồi phía sau đây nè, có cái dập cái chữ Double Wing ngay đây, là cái hiệu của anh chị. Rồi một cái ngăn thế giới trong đây nè anh chị ơi. AMS này là cái bộ khóa nha. Rồi cái tem này là tem của cái bộ khóa. Còn cái sản phẩm này có cái tem người ta may sẵn trong đây luôn. Hàng này có từ năm 1988, là cái thương hiệu á. Thương hiệu là Anna Design này, này For the Active gì này. Đó, hàng châu Âu ha. Quá đẹp, quá nhiều ngăn. Xuất sắc và độ mới rất cao nha anh chị nha. Rồi, mẫu này anh nào thích thì mình chốt giùm em. Mã số của nó sẽ là A56, giá là 2750. A56 giùm em cho cái sản phẩm này. Lâu lâu mới kiếm được một cái mà đẹp cỡ này đó anh chị. Em cũng săn dữ lắm. A56 nha, 2750 cho cái túi này. Là mã A56. Rồi tiếp tục em có cái này. Cái này bằng da bò, không có mới nha. Cái này độ mới khoảng 79% thôi, không có rách lỗi, chỗ này nó hơi cấn nhẹ một chút này. Ở bên trong thì là hàng hiệu của Ginza. Lót này thì không có dính nhưng mà về mặt nhìn thì nó lại không đẹp mấy nha anh chị nha. Cái này bán cho các chị mình xài đi chợ đồ giùm em ha. Size là 30 nè, nhân với lại là 17. Giá 150 cho cái túi này. Mã số là A57. A57 nha, giá là 150. Mã A57 giá là 150 ngàn. Em có một cái này bằng da châu Âu thuộc thảo mộc, nó quá trời thơm luôn nè anh chị. Thơm phân phức luôn, đẹp lắm. Phơm nè, da này là da châu Âu, da mộc nha. Cái chất da này người ta thuộc thảo mộc, nó thơm phức à. Nhưng mà nó lại dễ bị trầy móng tay, nó bóng bóng như vậy, mà nó có nhiều cái vết trầy móng tay trên đây. Hôm trước em bán cái cặp kia mà nó 2 triệu rưỡi đó anh chị, là cái chất da này. Còn cái cặp này 2 triệu 7 mấy là chất da khác nha. Còn này là da thảo mộc nè, thơm phức luôn. Phơm dáng là phơm dáng cặp nha. Rồi, này nam nữ xài được. Nó hơi to, em thấy chắc là nam mình xài ok. Size là 40 nè, nhân với lại là 30. Nhưng nếu mà mình đựng laptop thì mình nghe giùm em, ở trên cái miệng nó hơi nhỏ hơn chút, là nó khoảng 38 thôi. Vì laptop của mình thường là 36, 37 rồi, thì mình xài là cái này ok ha. Đấy, góc cạnh nè, da nè, và thơm lắm. Bên ngoài nó rất là thơm. Quai thì mình xách như vậy nha anh chị. Đó, tại cái góc chỗ của em nó nhỏ cho nên là em để nằm ha. Hàng này là hàng của hiệu ở bên trong lót. Trời, mở ra nó thơm phức luôn. Lót là lót da lộn nha. Hàng này của Canada nha anh chị ơi. Hàng đó, cái chữ Canada đó, hàng hiệu là Saga. Cái thưa, cái đất nước này mình hay ít ít gặp cái túi xách nha. Ý mình với Pháp mình gặp nhiều, Canada đồ là hơi ít gặp nha. Đó, bên trong lót là da lộn anh chị, rất mới đẹp luôn, xuất sắc. Anh chị nào mà mình thích da thảo mộc, mà mình thích một cái túi vip vip thì mình lấy cái này. Cái bộ khóa của nó thì nó móc chìa rồi, mà nó cũng có hơi sần sần ha. Sần sần là tại cái này nó đập lên vậy nè.
nhưng mà xuất sắc lắm, xứng đáng để mà mình mua cái này. Nếu mà ai mà thích gu mộc và cần một cái túi để mà mình có thể đựng tài liệu giấy tờ, hoặc là nếu quần áo mình nhét vô cũng được, thì nó cũng khoảng 2-3 bộ thôi đó. Nhìn sang cực kỳ nha, bán cho anh chị cái này mã số là A mấy rồi, A58, giá của nó sẽ là 1650. A58 nè, giá 1650 cho cái cặp này, rất là đẹp, da cực kỳ là thơm. A56, da thơm mùi thảo mộc da châu Âu, quá xuất sắc. Rồi tiếp tục, em có cái này á, là dập vân đà điểu nha anh chị ơi. Cái này người ta dập vân đà điểu, cái mẫu nó như vậy, nhỏ nhỏ gọn gọn ha, mình cầm như collet vậy cũng được, hoặc là mình giày để xách cũng được nha. Nhưng mà nó là da bò dập vân, có khóa kéo ha, à, bên trong lót vải nhiều ngăn, một ngăn lớn này, một ngăn khóa kéo nhỏ bên trong, một ngăn khóa kéo bên sau nữa. Rồi cái này size của nó sẽ được có là 30 nhân với lại là 18, bán cho anh chị cái này 280.000, mã số là A59, A59 nha, giá là 280 cho cái túi này. A59 280.000. Rồi tiếp tục, cái này nó hơi cái này để bán đổ lỗi, nó hơi lỗi lỗi à. Em có một cái này dành cho các anh nữa này, cái này là hàng hiệu của Comtessi, hàng hiệu của Đức, à nhầm, hàng hiệu này đúng rồi, của Đức có anh chị, Comtessi nha. Cái túi vải bên ngoài anh chị thấy nó hơi hơi sần sần ha, nhưng mà bên trong là một cái clutch da đà điểu rất là vip, da đà điểu già khủ luôn, và còn tem tác của Comtessi đây, rất mới nha. Cái này người ta bán 560.000 yên nha anh chị. Đó, Object Leader này là màu đen ha, của Comtessi của Đức. Hôm trước em có một cái túi của Comtessi đó, nhưng mà của nữ anh chị không biết còn không, em quên rồi. Nhưng mà cái này mới về, da già khủ luôn, hàng quá vip luôn anh chị nha. Size của nó sẽ được là 28 nè, nhân với lại là 19. Anh nào muốn một cái túi vip vip để mà mình xài thì mình lấy cái này ha, hiệu xịn. Khóa đây, bộ khóa của nó là khóa chìa nha, và đờ mi, và dập cái hiệu chỗ này. Rồi mình đẩy nó lên. Ủa không biết sao ta, cái này làm sao để mở ta. À bật nó lên thôi chị, đơn giản lắm, kéo cái này bật nó lên vậy thôi ha. Rồi ở bên trong đây, trời bên trong chưa xài luôn nè, cái độn phơm nó cũng là còn hãng luôn ha. Đây bên trong là lót da, có cái chứng nhận Comtessi Made in Germany, sản xuất tại Đức ha. Một ngăn lớn, một ngăn nhỏ nè, một còn sổ của Comtessi nè, một ngăn khóa kéo chỗ này, trong ngăn khóa kéo là lót vải thoải mái vô tư. Ở đây có một ngăn nhỏ, ngăn kín đáo ngay đây nữa, trời ơi nó đẹp. Cái này nam nữ xài được, nhưng mà thường clutch thì em thấy nam hay xài hơn nữ nha. Chưa thấy cái chìa khóa nha anh chị, không thấy chìa khóa nha. Phía sau lưng có ngăn, bên trong là lót vải luôn. Cái này thì nó không có còn chìa khóa nha, nó mất cái chìa rồi. Để em coi trong cái ngăn nhỏ này có không ta. Ừ, khi người ta giấu giấu trong đây mình không thấy nha. Rồi không có thiệt anh chị ơi, không có nha, không có chìa khóa nha, nó không còn chìa khóa. Hết rồi đó, hết cái mấy cái ngăn. Rồi cái dây cái tay này, mình muốn cầm thì cầm, không cầm thì mình cất vô ha. Hàng VIP anh chị ha. Rồi lâu lắm rồi mới về được mấy cái hàng VIP như vậy. Kích thước nãy đâu chưa quên mất tiêu rồi. Size ngang của nó là được 28 nè, cao lên là được 19. Rồi anh nào mà mình muốn xài siêu phẩm thì mình lấy cái này, chốt giùm em mã số là A60. A60 đúng rồi, giá là 2 triệu 500 ngàn cho cái Comtessi của Đức. Thay vì mua 560 ngàn yên ha, thì mình mua giá 2 triệu rưỡi để mình về mình xài. A60 giá là 2500, còn tem sổ đầy đủ hết đó, chỉ cái duy nhất là mất cái chìa khóa thôi. Rồi tiếp tục, tiếp tục là em có cái cặp nha. Cặp này nhỏ nhỏ gọn gọn xinh xinh nè, da bò dập vân cá sấu ha, độ mới ok lắm. Cái màu người ta làm vậy thôi chứ không phải nó cũ đâu anh chị. Size ngang của nó sẽ được có là 36 nè, nhân với lại là 28. Dáng này mình xách tay giùm em, chỗ này nó hơi đậm đậm màu, kiểu người ta thuộc á anh chị, chứ không phải là lỗi đâu nha. Rồi bên trong này là lót da, khóa chìa. Hàng này là hàng của Pháp nha, hàng có hiệu và Made in nước Pháp. Một ngăn lớn, một ngăn nhỏ, tem tác đầy đủ. À chìa nằm đây luôn ha. Đó. Rồi mẫu này thì da bò nha anh chị, không phải là da cá sấu ha, và nó nhỏ gọn lắm, mình đựng A4 thì vừa rồi đó, laptop nhỏ nhỏ là mình đựng vừa, góc cạnh còn đẹp luôn. Dáng này xách tay nó rất là gọn nha. Chốt giùm em cái này mã số là A61, bán cho anh chị cái này với giá là 950.000, mã A61 giá 950, chất liệu da bò nguyên cái cặp da đó anh chị, gọn, cái này nam nữ xài được luôn. Rồi tiếp tục,
Tiếp tục là em có cái này. Túi này thì nó là mộc khắc nha. Cái mộc khắc này thì nó không có được mới lắm đâu. Cái này là người ta khắc ha. Người ta làm cái màu cái nhị luôn nè. Làm cũng là lạ ha, được ba cái bông. Nhưng mà điều nó không có được mới anh chị ơi, nó có sờn sờn góc, sờn cạnh đồ này kia nha. Da mộc, da bò mộc khắc. Bên trong thì là lót da như vậy luôn. Cái này mình đựng giấy A4 đồ này kia giùm em chứ còn là không mới nha. Đó. Góc cạnh đồ này kia màu nó cũng có hơi xuống màu một chút luôn. Size của nó sẽ được là 38 nhân với lại là 29, không có khóa kéo miệng mà nó gài như vậy. Đó, bán cho anh chị, chỗ này nó hơi bung keo nữa. 220.000, mã số là A62. Giá 220. Mã A62 giá là 220.000 cho cái túi này. Em có một cái này bằng đà điểu nè, bằng da đà điểu ha. Có chỗ này nó hơi sờn màu một chút, còn tổng thể bên trong là màu đen đẹp, độ mới khoảng 85%. Size của nó là được 26 nè, nhân với lại 26. Dán xách tay hoặc là mình đeo vai ngắn giùm em ha. Bên trong là lót nhung, nhiều ngăn nha anh chị. Bán cho anh chị cái này với giá là 650, full da đà điểu. Mã số là A63. A63, giá là 650.000. Mã A63 giùm em, giá 650. Cho cái túi này đà điểu nha anh chị. A63 giá 650. Rồi tiếp tục, em có một cái túi này đà điểu mới về, nhưng mà cái này nó hơi lỗi lót rồi. Về mình cắt lót giùm em ha. Cái form rất là đẹp, bên ngoài cực kỳ là mới luôn. Đây, size ngang của nó sẽ được là 29 nè, nhân với lại là 22. Dán sách nha, khoen khóa là sáng rực như vậy luôn nè. Nó và cái kiểu nó đẹp nữa. Nhưng mà bên trong thì cái lót này đó, em chà như vậy thì nó không có dính tay, nhưng mà về mặt nhìn đó thì nó lại không đẹp anh chị. Nó trắng trắng như vậy nè. Cái này thì khi mà mình lau chùi chắc em nghĩ là nó sẽ hết á. Nhưng mà em vẫn bán giá lỗi nha. Về mình có thể lau chùi hoặc mình để như mình xài cũng được, nó không có dính đồ, hoặc là mình muốn thì mình cắt ra luôn ha. Đó, nhưng mà em vẫn bán giá lỗi cho mình nha anh chị. Anh chị chốt giùm em cái này mà quên, chưa có đo size nữa. Size ngang của nó sẽ được là 29 nè, nhân với lại là 22. Chốt giùm em cái này mã số là A64, giá là 500. Cái lót đó là kiểu như nó ố ố trắng lên luôn, nhưng mà không có dính đồ. Đó, không biết là chất liệu người ta sử dụng là cái gì. A64 giá 500. Rồi cái túi này em sale cho mình với giá là 2 triệu tròn nha. Nó sẽ là form Birkin, da đà điểu và rất mới, mua tặng được ha. Size 32 nè. Nhân với lại là 26, quai da đà điểu luôn và còn bọc luôn như vậy. Ở bên trong này là người ta sẽ lót da nha anh chị nha. Rất là mới, có khóa kéo miệng đây, cực kỳ là nhiều ngăn và đẹp và mới, và form dáng rất là sang xịn mịn luôn. Mình mua tặng được nha, da đà điểu ha. 2 triệu tròn, mã số của nó sẽ là A65. A65 giá là 2 triệu nha anh chị ơi. A65 giá là 2 triệu tròn ha. Rồi tiếp tục nha. Em có một cái này, da này là da gì? Cái này là da, cái này là lõi lót nè, bán cái này với cái kia combo hai cái này lõi lót nha anh chị. Hai cái này là da bò, dập vân, cá sấu bóng kính nha, nhưng mà hai cái đều lõi lót anh chị. Đây cái form này nó như vậy rất là xinh nha, da bò, dập vân, cá sấu bóng kính. Size ngang của nó sẽ được là 30 nè, nhân 22, nhân với lại là 12, dán sách như vậy giùm em. Ở bên trong này thì người ta lót phun sơn và nó lỗi rồi, mình phải về mình cắt bỏ cái lót mới xài được nha. Đã lỗi. Rồi, một cái này cũng là da bò, dập vân, cá sấu bóng kính nữa, và form của nó là form cốp như vậy ha. Đây. Cái này thì size ngang của nó sẽ được là 25 nhân với lại là 23. Rồi bên trong này là lót nó cũng hơi răng răng, và chỗ này nó hơi bung keo nè. Nè, nó hơi bung keo chỗ này luôn. Đó. Rồi combo hai cái này em bán giá lỗi cho mình với giá là 200. Mã số của nó sẽ là A66. Giá 200.000 nha. Giá lỗi nha anh chị, combo hai cái. Mã A66 giá 200 cho cái combo này. Rồi tiếp tục. Em có một cái cặp này của Ungaro ha. Ungaro hàng hiệu của Pháp, chất liệu bằng da. Mẫu này nữ xài đẹp. Size là 38 nè. Cái miệng của nó sẽ được là 34. Cao lên là được 30. Ungaro khoen khóa đây, dán sách giùm em nha. Bên trong này là lót da nha anh chị ơi. Có dây đeo. Dán cặp á anh chị, hàng của Pháp. Bên trong này lót da có dây đeo như vậy. Có một ngăn lớn, một ngăn đắp, một ngăn khóa kéo nhỏ ngay đây. Đó, một ngăn đắp ngay đây nữa ha. Rồi mẫu này bán cho anh chị với giá là 950 luôn. Cái này hàng hiệu nha, bằng da luôn, giá rất tốt. Mã là A67, giá là 950 cho cái dáng này. Phía sau lưng có ngăn nữa, hàng hiệu của Ungaro đó anh chị. 950. Em có một cái túi này là gì đó,
cá sấu Cayman luôn ha. Form này form nhỏ, size của nó là được 25 nhân với lại là 12 dán cớp, có oxy hóa trên cái cớp nha. Mẫu này mình cầm tay như vậy thôi, không có dây đeo ha. Bên trong lót của nó cũng hơi bị oxy hóa anh chị. À nhầm, bên trong lót nó có hơi bị ố ố, không có dính ra đồ nhưng mà nhìn nó không đẹp á, nhưng mà mình xài mình biết thôi. Sale cho anh chị cái này với giá là 300. Mã số là A68. Mã A68 giá 300 ngàn cho cái túi này. Mã A68 giá 300. A68 giá 300. Em có một cái túi này của Hanamori da bò đeo chéo nha. Độ mới này có khoảng 80%, màu đen, chất liệu bằng da bò, form đeo chéo luôn, dây tăng chỉnh thoải mái. Size là được 26 nè, nhân với lại là 22. Dây tăng chỉnh như vậy giùm em nha anh chị ơi. Rồi, ở bên trong đây á, thì là lót vải luôn, hàng hiệu của Hanamori, rất là xịn nha. Cái này thì hàng của đợt trước cho nên là bữa nay em có giá sale ha, chứ bình thường Hanamori thì không có rẻ đâu. Rồi, để em coi cái này sale cho anh chị bao nhiêu đây. Rồi, bán cho anh chị cái này với giá là 400. Mã là A69 giá 400 ngàn. Mã A69 giùm em giá 400 cho cái túi này. Mã A69. Một cái túi này là túi bao tử. Túi bao tử này bằng da nha. Hàng này là hàng hiệu của Samatha và nó có trầy trầy tâm móng tay trên đây nha anh chị, có độ cũ ha, khoảng 80%. Rồi, một ngăn nè. Bên trong là lót vải như vậy giùm em nha. Bên trong là người ta lót vải nha anh chị, hàng hiệu của Samatha của Nhật á, lót vải ha. Đó, một ngăn, hai ngăn. Mặt sau thì nó có hơi răng da, sần da nha anh chị. Đây. Cái này hồi lúc mới về thì nó rất là mới, nhưng mà do mình để tới để lui rồi nó mấy cái này cái kia nó cấn qua cấn lại thì nó có bị sần sần cái da, cho nên em sale luôn cho mình ha. Cái quai nó cũng có sần nha anh chị. À, cái quai thì nó có sần viền. Rồi sale cái này cho anh chị luôn. Có độ cũ luôn ha. Size của nó là được 26 nè, nhưng với lại là 15. Dây tăng chỉnh luôn. Cái này thì vòng bụng cỡ nào mình đeo cũng được hết. Nhưng mà cái quai này em cảm thấy là nó, mặt này là da nè, nhưng mà cái mặt này với cái quai là dường như nó có không không phải là da bò đó anh chị nè, bởi vì cho nên nó mới có răng sần như vậy ha. Rồi, bán sale nhanh gọn cho anh chị cái này với giá là 300 đi. Đó, 300 ngàn nha. Mã số của nó sẽ là A70. A70 giá 300. Rồi, em kết thúc video này ở đây nha anh chị ơi. Hàng mới về thì em cũng còn nhiều, nhưng mà chắc là hẹn anh chị vào video trưa mai anh chị nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.